Các em, Thái Thọ đây. Nhiều anh em theo dõi kênh của mình trước nay thì có biết là mình là người quay phim bằng điện thoại và mình dùng cái chiếc Mi 10T Pro để mà quay. Tuy nhiên, nhược điểm của việc quay phim bằng điện thoại đó là chất lượng mic thu âm của điện thoại nó sẽ không tốt. Cho nên là khi mà quay ra thì cái chất lượng clip của anh em nó sẽ bị nhiều tạp âm. Và nói chung chất lượng mic của điện thoại nó chỉ ở mức độ là cơ bản thôi. Cho nên là mình có lên Lazada và mình có đang mua một bộ mic. Bộ mic này có tên là Boya VKM3U. Đây là bộ micro gắn áo rất là gọn nhẹ. Và giá tiền thì mua cái bộ mic này đó là gần 3 triệu đồng. Khi mà mình mua thì không phải sử dụng một cổng sạc Type-C cho điện thoại, vì mình dùng một máy là sạc Type-C. Em là iPhone thì cái bộ mic này cũng có phiên bản iPhone là VKM3D. Tuy nhiên thì sau một thời gian sử dụng bộ mic này thì mình đã không thích dùng nó nữa, bởi vì một số điều mà mình sẽ chia sẻ trong clip này. Tất nhiên là cũng có những điểm thích về bộ mic này và những điểm không thích, thì bây giờ ta cùng nhau là nhìn rõ hơn về bộ mic này và tìm hiểu do vì sao mà có điểm mình thích nhưng mà mình lại không dùng cái bộ mic này nhé. Và đây là cái sạc của bộ micro VKM3U. Cái sạc này thì là bằng nhựa nên là khá nhẹ, sờ cũng khá sướng. Đây, hoàn toàn là bằng nhựa nha. Mặt trên nó có logo của Boya này. Mặt bên dưới đây là một nút để mở phần nắp kén. Đây mở phần nắp kén này. Và bên cạnh đây là đèn báo trạng thái nhá. Nếu hiện hai vạch như này là pin của kén sạc này là còn một nửa này. Và khi mà đèn này nó chuyển sang nhấp nháy ấy, thì có nghĩa là bên trong kén sạc này, đây, nhấp nháy này là có nghĩa là có hai phần bộ phận đang được sạc pin, thì lát nữa mở ra em sẽ biết rõ hơn. Mặt dưới thì là một số thông tin khác về sản phẩm mà thôi, như kiểu là đây, model là BI-VKM3, kén sạc có thời lượng pin là 1000 mAh, transmitter là 100 mAh và receiver thì cũng vậy. Đó, một số thông tin mà thôi. Mặt sau ta sẽ có là phần cổng sạc, và kén này dùng cổng sạc là Type-C nha, khá là hiện đại. Và bên trong phần kén này thì ta sẽ có đây, ta sẽ có một cái transmitter, một receiver, một jack kết nối 3.5 cho máy ảnh này, một jack kết nối 3.5 cho điện thoại và một jack Type-C nhá. Anh em nào mà mua phiên bản là VKM3D thì đây sẽ jack Lightning nhá. Còn mình thì mua bản Type-C VKM3U cho nên là nó sẽ có cổng sạc Type-C như này. Ngoài ra thì sẽ có một phần lọc gió ở đây nữa. Trong hộp thì mình còn phần lọc gió dạng lông nữa, nhưng mình là mất rồi, mình chỉ còn mỗi phần lọc gió bọc đầu này mà thôi. Đó, và bên dưới này là nút pe để mà kết nối hai phần này vào với nhau. Và cái điều mình khá thích về bộ micro gắn áo này đó là việc phần transmitter và phần receiver chỉ cần là đặt vào kén sạc là lập tức tự động là sạc pin luôn. Ta chỉ cần là sạc pin cho cái sạc chứ không phải lo lắng cái việc là sạc pin cho từng cái phần transmitter hay receiver một. Một thiết kế rất là thông minh và tiện lợi. Ngoài ra thì khi mình đóng kén sạc vào này thì lập tức là hai phần này sẽ tự động là tắt đi và sạc pin. Khi mà mình mở ra thì lập tức là đây, hai phần này sẽ lập tức sáng lên và kết nối vào với nhau. Đó, khi mà đèn xanh sáng hiện như này có nghĩa là phần transmitter và receiver đã kết nối vào với nhau và dùng được rồi. Tức là ta chỉ cần là mở cái phần nắp kén sạc của cái mic này ra là lập tức hai phần này sẽ kết nối vào với nhau tự động luôn. Ngoài ra nếu nó không kết nối tự động với nhau ấy, ta có thể là bấm nút pe này, đây, khi mà giữ như này thì đèn sẽ nháy lên trên cả hai này. Đó, đèn nháy lên như này và nó sẽ kết nối vào với nhau. Sau khoảng tầm 4 đến 5 giây, đó em thấy không? Như vậy là đã kết nối vào thành công rồi. Ta không cần là phải setup lòng ngoằng hay là phải hiểu biết quá nhiều về micro để mà có thể sử dụng được cái bộ micro này. Đơn giản chỉ cần là mở nắp hộp ra là dùng được thôi. Về phần transmitter ở đây thì đây, ta sẽ có một bộ transmitter gắn vào áo cực kỳ là gọn nhẹ. Mặt sau là một cái móc để gắn vào áo này. Mặt trước là logo của Boya, một nút dùng để mute tai nghe này, đó, bấm vào tai nghe tự tắt đi và bật lên là nó sẽ tự động kết nối lại vào với lại cái receiver này để mà sử dụng. Cạnh bên phải đây ta sẽ có là phần chỉnh gain của micro này, và mic này thì có 5 mức gain nha, lát nữa mình sẽ nói sau. Phía trên ở đây là phần micro và đây là mic đa hướng nha, âm thanh sẽ thu vào không qua cái đầu này, lát nữa mình sẽ test cái độ chất âm của con này nha. Và ta cũng thể là sử dụng lọc gió cho phần transmitter này, đó, đây, quấn vào như này, đó, để mà có âm thanh nó tốt hơn. Lát để test xem là cái phần lọc gió này có thực sự là có hiệu quả hay là không. Còn phần lọc gió bằng lông nữa, nhưng mình đã mất rồi, sau đây anh em. Đó, phần transmitter này phải gọi là cực kỳ là nhẹ luôn, và đeo lên áo cảm giác nó như không vậy. Mình rất là thích cái phần transmitter này. Tiếp theo là phần receiver, thì đây, receiver cũng cực kỳ là mỏng nhẹ luôn. Ta sẽ có logo của Boya này, đèn trạng thái này. Bên này là một nút nguồn và hai bên còn lại thì cũng không có gì cả. Mặt sau ở đây là một cổng sạc và một chân để cắm jack nha. Nếu dùng với máy ảnh, ta sẽ dùng jack đây, jack dài 2
hai chân này, đó, ta chỉ cần là đẩy vào như này là có thể là cắm được vào bộ phận thu phát mà ta muốn. Anh em nào mà dùng điện thoại thì ta sẽ dùng cái sạc, cái đầu jack là ba chân này, đây, đó, gắn vào tháo ra cũng rất là tiện lợi luôn và nó cũng rất là chắc chắn anh em đó. Còn mình thì cũng rồi, mình thì mình dùng cổng sạc Type C để mà thu âm cho điện thoại, cho nên là đây, mình thì mình sẽ sử dụng nó như này, đó, đây, lắp cái phần jack Type C này vào và trực tiếp là gắn vào điện thoại như này, đây, gắn vào thì máy hiện luôn là đang cắm tai nghe rồi, đó, cắm vào như này thôi là dùng được rồi nha. Và thiết kế của phần receiver này cũng rất thông minh nữa, khi mà mình cắm điện thoại và mình cầm như này, đó, cảm giác rất chắc chắn và không hề là bị lỏng lẻo hay khó chịu chút nào cả. Mình rất thích thiết kế của cái receiver cũng như là transceiver của cái mic Boya này nha. Và nếu như ta muốn tiết kiệm thì ta có thể là mua thêm một cái phần jack lightning để mà cắm vào đây là có thể sử dụng trực tiếp vào iPhone luôn. Mình không hiểu vì sao Boya lại phải phân ra hai phiên bản là lightning và Type-C làm gì, trong khi họ hoàn toàn có thể là sản xuất một cái phần, thêm một phần jack này nữa để mà đặt vào trong kén, thế là xong. Nhưng mà có lẽ là Boya làm như vậy để mà tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên mình hy vọng là trong tương lai thì Boya sẽ bán lẻ những cái phần jack kết nối này để ta có thể là sử dụng cái bộ micro này nó linh hoạt hơn. Và đó là về phần thiết kế và tính năng. Phải công nhận là thiết kế và khả năng kết nối của cái mic này nó rất là ngon lành, gọn nhẹ, chỉ cần một chiếc hộp này thôi là cầm đi được khắp mọi nơi rồi. Và cái việc mà lấy ra để mà kết nối giữa phần transmitter và receiver nó cực kỳ tiện lợi nữa. Và đây là cái điều mà mình thích nhất về cái bộ micro này. À quên, phần transmitter này tôi quảng cáo nó hoạt động lên tới là 8 tiếng. Và phần receiver tôi quảng cáo là hoạt động lên tới là 4,5 tiếng. Một thời lượng rất là đáng nể. Và với thời lượng pin như vậy thì ta hoàn toàn có thể là sử dụng cái chiếc mic này trong những cuộc hội nghị ngắn, hoặc là em nào mà làm YouTube hay TikTok thì mình nghĩ là thời lượng pin 4 tiếng rưỡi của receiver và 8 tiếng của transmitter là hoàn toàn đủ cho đa số nhu cầu sử dụng của anh em nha. Tuy nhiên cái điều mà mình mong chờ bộ mic này làm tốt là khả năng thu âm, thì với nhu cầu của mình thì mình nhận thấy nó không quá là ngon lành. Thì đây, khi mình thu âm bằng micro của chiếc Mi 10T Pro trong một căn phòng khá là kín thì đây là những gì mà em nghe được nếu mà thu vào mic của điện thoại. Bây giờ mình sẽ cắm cái bộ mic Boya VKM3U này vào điện thoại và em xem là cái chất lượng âm thanh của mic này có thu trong phòng kín và như nào nhé. Còn đây là âm thanh mà chiếc mic cài áo Boya VKM3U này nó thu được. Thì đây, trong phòng kín thì đây là những gì mà anh em nghe thấy. Thì không biết là em thấy cái chất lượng âm thanh nó như nào. Tuy nhiên sau vài lần mà mình nghe thì mình thấy âm thanh của nó vẫn bị rất là vang. Và đây mình có giảm độ gain của nó xuống một chút này. Đây, đó, mình có giảm xuống khoảng độ 3 độ gain. Thì âm thanh của nó mình vẫn nghe được một độ vang. Và chưa kể nó lại còn có độ trễ nữa cơ. Cho nên là mình không ưng cái chất lượng âm thanh mà cái micro này nó thu được. Tuy nhiên thì có thể là do trong phòng kín cho nên âm thanh nó bị vang hơn rất là nhiều. Thì bây giờ ta cùng nhau là đi ra ngoài đường, một cái môi trường âm thanh nó rộng rãi, để xem là cái chất lượng âm thanh mà cái mic này nó thu được nó như nào nhá. Còn đây, trong một môi trường gọi là thoáng mát thì âm thanh mà mic mình quay bằng điện thoại nó sẽ như thế này. Khi mà lùi ra càng xa thì rõ ràng rồi. Xa thì tiếng nhỏ, còn gần vào thì tiếng to. Bây giờ mình sẽ đeo cái bộ mic Boya VKM3U này vào để xem là chất lượng nó có khác hơn khi mà chắc chắn phải có khác với mic điện thoại rồi, nhưng mà để xem là mic của nó có khác hơn khi mà mình dùng trong phòng kín hay là không nhá. Còn đây là chất lượng âm thanh mà mic của cái chiếc Boya VKM3U này nó thu được. Và theo như quảng cáo ấy thì mic của con này thì cái độ truyền ấy nó sẽ được từ bộ transmitter đến receiver nó sẽ được khoảng tầm 20m. Thì đây, hiện tại mình đang đến receiver là khoảng tầm 2m. Thì mình sẽ đi thử kia khoảng tầm 20 bước nữa để xem là cái khoảng cách thu âm của nó như nào, nó có chuẩn mực hay không nhá. Đây, 1
sáng xanh, hy vọng là nó vẫn nhận được âm thanh đấy. Thì không biết em nghe được cái chất lượng âm thanh khi mà mình đi xa đi gần nó như nào, cái độ truyền hiệu là ok hay không. Một lát nữa mình sẽ nghe lại và mình nhận xét. Còn bây giờ anh em nghe và anh em comment bên dưới xem nó như nào nhá. Đây, và mình sẽ test thêm trong điều kiện thời tiết là đang mưa như này và môi trường thì vẫn khá rộng rãi, và mình sẽ đi lùi vậy vì mình sợ là nếu mà mình đi như này thì không biết là tiếng nó có bị mất hay không. Rồi, hiện tại là khoảng cách giữa mình và micro và bộ receiver đang là khoảng tầm 2m, thì mình sẽ lùi khoảng tầm 18m nha. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Đây, khoảng độ khoảng cách từ mic đến receiver là khoảng tầm 20m. Sản xuất thì công bố thì khoảng cách như vậy là hai thiết bị vẫn có thể là kết nối với nhau. Mình sẽ lùi thêm một hai bước thôi nào. Đây, khoảng tầm 3 bước nữa. Đó, vẫn có thể là được hành năng nó. Và mình sẽ đi gần vào. Đây, mình thử quay người lại để xem là có bị mất tín hiệu hay không. Này, quay người lại và nó không biết là có mất tín hiệu đó. Đây này, nói chung là về phần kết nối thì có vẻ là cái bộ mic Boya VKM3U này nó chưa được sửa tốt. Hy vọng là trong điều kiện thời tiết trời mưa như này thì nó vẫn có thể là thu được tiếng ở một mức độ tương đối như nào đó. Và có thêm một điều nữa là cái bộ mic Boya VKM3U này nó không khả năng là ghi âm cái bản thu của chúng ta. Tức là nếu ta quay phim mà có bất kỳ vấn đề gì về mặt kết nối giữa receiver và điện thoại hay là giữa receiver và transmitter thì cái phần bản ghi của chúng ta sẽ bị lỗi. Và cái điều này nếu anh em quay phim chuyên nghiệp thì ta nên cực kỳ để ý vấn đề đó. Bởi vì nếu ta mất công quay mà âm thanh bản ghi lại bị hỏng thì nó là một điều nó khá đáng tiếc, và ta nên cực kỳ là cân nhắc cái điều này nha. Đó em ạ, và sau khi mà mình nghe lại thì đầu tiên là ở trong phòng kín thì đây là một cái mic đa hướng, cho nên là nó sẽ bị tiếng vang rất là nhiều. Và khi mà mình thu âm trong một môi trường rộng rãi, ban nãy mình thu ngoài trời, thì chất lượng âm thanh của cái chiếc mic này nó tốt hơn rất là nhiều. Tuy nhiên nó lại xuất hiện một vấn đề, đó là khả năng liên tục giữa kết nối của cái chiếc mic này nó chưa ngon. Anh em thấy là mình chỉ vừa mới quay lưng đi một cái là lập tức là kết nối giữa phần receiver và transmitter đã bị đứt đoạn rồi. Và khi mà bộ transmitter cách receiver khoảng tầm 15m khi mình có quay lưng lại, khi mà không phân cản nữa, thì lập tức là kết nối giữa hai phần này lại kết nối lại với nhau và nó lại thu âm được. Tuy nhiên điều này chứng tỏ là khả năng kết nối của chiếc mic này nó tương đối là phập phù. Và mình thấy em nào mà có những cái nhu cầu cao về việc này, hoặc là đeo mic và thường xuyên di chuyển quay đi quay lại, hoặc là phải đi qua những phần mặt cản ấy, thì ta nên thực sự là suy nghĩ lại, vì cái khả năng kết nối của này mình không đánh giá cao. Đó, và đó tất cả những gì mình muốn nhận xét về cái bộ mic Boya VKM3U dành cho cổng sạc Type-C. Và theo như mình biết thì phiên bản VKM3D dành cho cổng sạc Lightning nó cũng tương tự chất lượng như vậy. Và với cá nhân mình thì mình thấy với mức giá 3 triệu dành cho cái bộ mic này thì nó không xứng đáng. Và thậm chí nhất mình đã có bảo hành cái bộ mic này rồi, tuy nhiên bên bán hàng cho mình họ bảo là không hề có bất kỳ một vấn đề gì về độ trễ hay là về âm vang khi mà thu trong phòng kín cả. Thì cái này thì anh em cũng vừa mới cùng mình trải nghiệm rồi, và rõ ràng là nó có tiếng vang khi thu trong phòng kín, nó có độ trễ trong quá trình của mình thu âm thanh nó bị chậm hơn một chút so với lại thực sự của mình nói. Và mới đây khi mình quay clip này thì mình nhận ra là nó còn một vấn đề nữa, là vấn đề là khi mà gặp vật cản thì kết nối giữa transmitter và receiver sẽ bị đứt, và nó chỉ kết nối lại sau khi mà mình quay lưng lại khi mà không còn vật cản nữa mà thôi. Đó, và không biết em phải sao về cái bộ mic này thì anh em để comment bên dưới nha. Bên dưới cũng link mình mua cái bộ mic này cho em tham khảo nhé. Và nếu như anh có bất kỳ câu hỏi nào thì cho mình cũng comment bên dưới luôn, mình sẽ cố gắng là trả lời cho anh em. Ok, thế thôi nhỉ. Bye bye.